Hỏi thiệt là làm trong cái công việc chị nghĩ như vậy là phải môi trường gặp gỡ cũng nhiều chứ. Gần Cần Thơ cũng đông đúc dân cư lắm mà sao mà mình vẫn chưa có ai mà phải nhờ đến chương trình vậy em? Dạ ai cũng nghĩ như chị cho nên em mới ế tới giờ, Dạ tỷ bây giờ hai đứa lấy nhau rồi, anh cứ ghé bên nhà cô vợ cũ hoài, em có ghen. Mặc dù anh là ghé thăm con đó. Anh có ngại đưa em theo hay không? Vanessa Carter, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Và bây giờ thì sẽ trò chuyện trước với cặp đôi của ngày hôm nay. Wow, một bạn trai rất là cao to. Đằng sau lớp mặt nạ này là gương mặt như thế nào? Xin chờ 30 giây. Tới luôn, thẳng bước. Mời em gái ngồi xuống nha. Mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Wow. Rồi, ok. Chào hai bạn. Chào mọi người, chị Cát Tường và cái bạn bên đó. Em tên là Nguyễn Đình Xuân Anh, năm nay em 36 tuổi. Công việc em là nhân viên kinh doanh. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Hồ Chí Minh. Hiện tại mình đang sống với ai? Dạ, em sống với ba mẹ và em gái. Ba mẹ em gái, hai anh em thôi. Mời em gái giới thiệu. Dạ, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia. Em tên là Ngô Thị Kim Ngọc. Em sinh năm 1991, em 29 tuổi. 29 tuổi. Dạ, em đến từ Cần Thơ. Ngọc đang làm việc gì cưng? Dạ em đang là nhân viên tổng đài tư vấn của bệnh viện đa khoa quốc tế ETS Cần Thơ. À vậy là từ Cần Thơ chạy lên đây ghi hình. Dạ. À rồi khi nào mình về lại dưới kia? Dạ sau khi ghi hình xong thì em về. Trời sáng mai em đi làm tiếp. Trời ơi cực quá vậy cưng. Vậy dạ. Là bữa nay xin nghỉ làm đó hả? Dạ. Trời ơi thấy thương không nè. Còn ngoài cái công việc em làm tổng đài ra thì em còn làm gì nữa không? À dạ em còn quản lý thêm cho một khách sạn. À, buổi chiều tối và em thường thì em quan sát và em quản lý là qua cái phần mềm quản lý khách sạn với lại qua camera. Ừ. Rồi đi như vậy rồi xin người ta nghỉ đi đâu? Dạ em cũng có nói thật là em tham gia chương trình và sếp của em cũng đồng ý. Mà hỏi thiệt là làm trong cái công việc chị nghĩ như vậy là phải môi trường gặp gỡ cũng nhiều chứ. Gần Cần Thơ cũng đông đúc dân cư lắm mà sao mà mình vẫn chưa có ai mà phải nhờ đến chương trình vậy em? Dạ ai cũng nghĩ như chị cho nên em mới ế tới giờ, Trời ơi thiệt là thương quá, oan nghiệt ghê luôn. Còn làm gì nữa không? À, dạ em còn làm thêm một cái nghề nữa. Ở ngoài là em làm bên môi giới bất động sản. Trời ơi giỏi quá, tuổi trẻ năng nổ. Sao nãy giờ nghe người ta giới thiệu thấy sao, có cảm xúc gì không? Dạ thì em thấy bạn rất là giỏi, là người rất là nhiệt tình. Có xuống Cần Thơ chơi lần nào chưa? Dạ rồi chị. Cần Thơ đoạn nào? Em ở Ninh Kiều. Ninh Kiều? Dạ, gần chợ nổi luôn. Gần xịt là qua Cần Thơ tới rồi. Đi 180 cây là tính bến xe miền Tây. Thì thông thường là em đi Phương Trang Thành Bưởi thì chỉ mất khoảng 2 tiếng 45 phút. Ôi, còn nếu trễ thì khoảng 3 tiếng rưỡi. Giới thiệu xíu về mình cho nó rôm rã lên chút coi nè. Em thì thật ra là từ trước tới giờ là em là nhân viên kinh doanh của trải qua cũng nhiều công ty rồi. Trước đó thì em học kế toán nhưng mà công việc em thì em thích đi ra ngoài gặp gỡ mọi người hơn. Công việc em là đa số là về ngành sale và cũng có liên quan tới marketing nữa. Ví dụ sale gì dài, cái sale điển hình coi nè. Ví dụ gần đây nhất là em sale về thuốc trình dược viên. Trước đó nữa thì em làm bên công ty giấy AA. Ủa vậy rồi sale là tiếng Anh hay tiếng Việt? Dạ thì đa số là môi trường em là tiếng Việt, cũng có tiếng Anh nhưng mà giao dịch với sếp thì có. Giao dịch với sếp phải giao dịch bằng tiếng Anh. Hồi trước thì em có làm bên công ty dưới Bình Dương á. Công ty nó chuyên về sản xuất gỗ cốt pha xây dựng á, mấy công trình. Thì sếp em lúc đó là người nước ngoài, người Hoa. Dạ nói tiếng Anh nói như gió luôn. Rồi em nói như gió luôn không? Em chỉ nghe được cái nào em hiểu em trả lời thôi, còn nói qua điện thoại là hầu như là rất khó nghe. Phải nhìn cái khẩu hình miệng nữa, phải đoán nữa phải không? Dạ ổng cũng thêm tiếng Việt vô cũng có. Còn em mình làm nhiều như vậy và đứa trẻ bây giờ là ngoại ngữ giỏi lắm mà em có giao lưu giao tiếp tiếng Anh rồi được không? Dạ em làm bên môi trường khách sạn là 6 đúng, năm. Đúng trước rồi. Khi em làm bên bệnh viện thì em cũng biết nói tiếng Anh. Bây giờ hai bạn bắn với nhau thử nè, tôi né nè, tôi không biết tiếng Anh. Rồi 2 3 vô chào hỏi nhau vài câu tiếng Anh coi. Hi, my name is Xuân Anh, your name is Nice to meet you too. My name is Ngọc. Hi Ngọc. Nói gì khó chứ nãy giờ mấy cái đó tôi hiểu đó. Nói cái gì mà tôi không hiểu á. How many people in your family? 5 people in my family. You are the first person or the last? I have two older sister and one younger sister. You have two sister and one young brother or sister? Sister. Tôi vẫn hiểu luôn á, nói gì tôi không hiểu tôi vô. Tôi không hiểu tôi mới vô, không tôi đứng đây hoài luôn. Em có hơi hồi hộp xíu nên. Hồi hộp gì? After this show, can we go to coffee? Yes, I will.
chưa thấy mặt nhau mà dám yes I do là bà này mê trai nữa. Yes I do là bà này mê trai nữa. Tôi hiểu hết luôn, trời ơi, vậy là tiếng Anh của tôi cũng khá lắm nha quý vị. Mặc dù tiếng Anh không biết nhưng mà sau một thời gian đi đây đó khắp nơi, bị hải quan các nước dịnh lại, kiểm tra giấy tờ cho chó săn ra ngửi ngửi, riết tôi cũng nghe được tiếng Anh rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của mình khai đi. Dạ, điểm mạnh của em là hòa đồng, trung thực và rất là tiến thủ. Ừ. Điểm yếu của em thì theo em nghĩ thì có một cái thôi là tửu lượng em kém. Trời, về miền Tây mà tửu lượng kém là tiêu rồi, không có dành để ghẻ miền Tây được đâu. Điểm mạnh, điểm yếu của em sao? Tại em mắc cười là tại bạn nói là tửu lượng của bạn thấp nhưng mà chắc em bù lại được phần đó. Chắc em bù lại được phần đó. Wow. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Sao có ngại vợ mình uống nhiều quá không? Dạ không chị, thì nếu có gì thì giúp đỡ em thôi. Được. Điểm yếu của em thì thường là em rất là thẳng. Em suy nghĩ gì em nói đó, cho nên đôi lúc là sẽ làm mất lòng một số người mà họ không có thích. Với một cái nữa là em là nữ nhưng mà em không biết trang điểm. Người ta nói lấy chồng phải theo chồng. Em có sẵn sàng lên Sài Gòn làm dâu hoặc lên Sài Gòn ở chung lập nghiệp để mà sinh sống với ảnh không? Điều kiện và công việc của ảnh ổn mà em cũng có thể hòa nhập được thì em chấp nhận. Tại vì cái này là mình lấy chồng thì mình theo chồng đó là chuyện bình thường. Lo cho cổ nổi không? Em cũng ok, hoặc là em thì cũng có thể là xuống dưới. Được không? Đừng có nói bậy nha, được mới nói nha. Dạ được. Được phải không? Có nghĩa là thích Cần Thơ. Dạ. Xuống Cần Thơ ở rể được luôn. Chứ em cũng đi miền Tây cũng nhiều. Em có chấp nhận ở rể không cưng? Dạ chấp nhận. Chấp nhận luôn. Ba mẹ mừng lắm. Mừng lắm luôn. Dạ. Thôi vậy là cái này hai bạn quá thoải mái rồi. Tùy mình gặp nhau đi rồi mình tính cái chuyện ở đâu. Rồi bây giờ tình trường sao? Hiện giờ thì em đã ly dị rồi. Có một gia đình một lần rồi. Có con chưa? Dạ rồi chị. Con mấy tuổi? Dạ đứa lớn thì 8 tuổi. Một đứa nhỏ? Đứa nhỏ bây giờ thì 3 tuổi. Hết chưa? Còn đứa nó 4 tuổi. Tự nhiên sao tự đang kể từ 8 mà xuống 3 mà lên 4, sao không kể từ 8 đến 4 3 mà nó kể ngược vậy? Thì chị hỏi đứa nhỏ thì em hỏi. Ba đứa, trời ba đứa rồi sao ly dị? Ly dị cũng một năm mà ly thân cũng một năm, tổng cộng khoảng 2 năm. 2 năm mà về giấy tờ là xong xuôi hết chưa? Dạ xong rồi. Rồi ba đứa con ở với ai? Dạ hiện tại thì ba đứa đang ở chung với mẹ. Ủa em không nuôi được đứa nào hết trơn vậy? Không, lúc hồi em cũng định xin nuôi nhưng mà mẹ nó không cho. Với lại em cũng nghĩ một phần là anh em nó không nên tách rời. Dạ chia cắt. Mà thực ra thì cũng ở chung quận thôi. Thì thỉnh thoảng em cũng có qua chăm sóc rồi qua phụ. Tức là về mặt trách nhiệm thôi. Dạ, ví dụ đưa đón hay là cái gì đó thì em phụ thôi. Nhưng mà bình thường không có em thì người đó cũng có thể mướn người khác làm. Dạ. Không có em vẫn mướn người khác làm mà em làm được thì cho có trách nhiệm với con cái. Dạ. Con còn nhỏ quá mà. Dạ. Đưa đón thằng lớn thôi chứ hai đứa nhỏ 43 tuổi ở nhà thôi chứ đâu có làm gì đâu đưa đón. Dạ có, đi học mẫu giáo. Đi học mẫu giáo luôn rồi. Cuộc hôn nhân nó kéo dài trong bao nhiêu năm? Cưới năm 2011. Trong quá trình sống thì em với người đó có gây lộn với nhau. Và mâu thuẫn lớn nhất á là người đó gây lộn với em và gây lộn với mẹ nữa. Là mẹ chồng con dâu bất hòa với nhau? Dạ. Có đối tượng thứ ba xuất hiện không? Dạ không chị. Đỉnh điểm là có cái lần người đó đang nấu cơm thì mẹ em lên nói. Thì em cũng không, lúc đó em không có nhà. Thì em nghe kể lại thôi là mẹ em lên nói. Ai kể lại? Mẹ kể lại hay vợ kể lại? Hai bên luôn. Rồi. Dạ thì một nói chung là thêm tưởng tượng đầu á. Tưởng tượng rồi. Tại vì em kết hợp hai yếu tố. Thì lúc đó, tại lúc đó thì mẹ em thì tâm lý không làm dâu, ở chung một nhà nhưng mà nấu cơm riêng. Từng chờ mẹ em nấu, ví dụ trên lầu 2 là người đó nấu. Thì lúc người đó đang nấu cơm thì mẹ em lên nói chuyện gì đó, thì người đó đang nóng tính bực mình á thì có cầm dao lên. Giờ nói chung là kêu mẹ đi xuống thì là kêu... đang cầm sẵn cái dao rồi chứ không phải là chủ yếu. Dạ, bóc cái rồi, dao rồi. Dạ, dạ. Mà ví dụ như đang băm băm thì đâu cầm đúng dao rồi. Dạ, dạ. Rồi làm gì mẹ em? Thì nói mẹ em đi xuống. Nhưng mà kiểu như nói chuyện hù, nói chung là dịp dịp dao. Dạ, dạ. Rồi vợ cũ em kể sao? Thì vợ cũ em nói là nên bị mẹ nói không hay gì đó. Mà em cũng không biết, tại vì thực ra mâu thuẫn mẹ em với người cũ thì đã có rồi. Nên càng lúc nó càng lên. Sao để ra nông nổi đó mà lý do mẹ em không thích vợ cái cô đó ở điểm nào? Một phần là lỗi do em. Tại vì thực ra thì em tính em thì rất là thương vợ mình. Cho nên vợ mình có dù làm sai cái gì em cũng binh hết. Nên mẹ em nhiều khi cũng nói em rồi mà em không nghe. Mà sau này từ em mới thay đổi thì đã trễ rồi. Nhưng bây giờ mẹ em có mong muốn em lấy một cái người từ vợ tương lai là mẹ em đã có đưa ra yêu cầu gì nữa không? Dạ không, tại vì cái đó là
cuộc sống của em quyết định. Qua cái bài học kinh nghiệm đó, em rút ra điều gì cho bản thân? Thứ nhất là em phải cứng rắn hơn, tức là phải sắp xếp đôi bên nó dàn thỏa. Với lại một phần là tính tình nữa, tại vì tính bản tính mỗi người mỗi khác nhau, thì có người nóng mà nóng mức độ như thế nào nữa. Thì em cũng mong người bạn tiếp theo của em thì nó không phải là nóng theo kiểu quá đáng hay gì đó. Nhưng mà em vẫn mong muốn sao tiếp theo mình vẫn sống chung với mẹ, hay là mình muốn sống mái ấm riêng của hai vợ chồng, hay là... Dạ, cái đó thì không quan trọng, sống riêng người sống chung được. Quan trọng là cái người đối phương người ta muốn thôi. Rồi, hiểu, nắm bắt. Rồi, ảnh có ba con riêng như vậy thì em có ngại gì không? Hiện tại thì em không có ngại. Tại vì ví dụ như là ảnh biết sắp xếp làm sao cho bên kia yên bình, bên này thì cũng lo cho được cho bên mình là được. Ok. Mà bản thân em á thì em cũng tự lập được tài chính, cho nên đó là ảnh lo bên bển cũng được, em lo nhà cũng được. Tuy nhiên có những cái thời điểm ví dụ như là em bệnh hay gì đó thì ảnh cũng phải chủ động ảnh lo cho gia đình hai bên, thay thế em làm đúng những cái việc đó. Đúng rồi, đương nhiên vợ chồng thì phải vậy chứ. Tình trường của em là như thế nào? Em thì có ba mối tình. Ừ. Mối tình đầu tiên là em quen 6 năm thời còn đi học. Cho tới ra trường đi làm thì bạn đó đi làm xa. Tự nhiên một ngày đẹp trời cái bạn đó nói là đừng chờ anh nữa. Em nói là chờ 6 năm rồi, giờ kêu đừng chờ nữa. Rồi. Không có đi, đồng ý cho đi xa nữa. Còn mối tình gần đây nhất? Em quen bạn đó rồi, thì em tìm hiểu 1 năm thì em quen. Em mới biết bạn đó nhỏ hơn em tới 4 tuổi là. Trời ơi, mắc mớ gì đâu trời, nhỏ 4 tuổi còn sao đâu. Nhưng mà sau này thì tính tình bạn đó rất là trẻ con. Thà em nói là tính tình bạn đó trẻ con chứ 4 tuổi không có si nhê gì hết trơn á. Rồi cả chục tuổi người ta còn lấy được mà, 4 tuổi đâu có gì đâu. Ở không bữa giờ là bao lâu rồi? Lâu rồi. Rồi giờ muốn tìm người bạn trai, người chồng tương lai như thế nào? Em thì không có đòi hỏi gì, chủ yếu là bạn đó có thể tự lo được cho bản thân mình, có hiếu với gia đình. Tại vì bạn đó phải có hiếu gia đình bạn đó sau này thì mới có thể là biết mà lo cho gia đình chung. Rồi, và gia đình của bên em. Đồng ý. Thế còn em muốn tìm một người bạn gái như thế nào, người vợ tương lai như thế nào? Trong khi trải qua cái đồ ở đó thì em chỉ mong tính bạn đó hiền và nói chung biết kính trọng hai bên này được. Rồi, nói chi nhiều cũng phải bằng gặp mặt nhau cái đã. Đây, có ảnh đó trọng á, kiếm ảnh đi. Có cô gái trong đó luôn đó. Lựa chọn thử coi ai đây. Em nghĩ là bạn này. Tại sao chọn bạn đó? Tại nghe giọng bạn đó hiền. Nghe giọng bạn đó hiền, dễ thương. Anh nào? Sao chọn anh đó? Dạ hồi nãy em nghe chị nói là anh cao, với lại em nghe giọng thì vậy anh cũng dễ thương. Rồi trời ơi, nhìn cái giọng mà biết ai dễ thương luôn. Rồi xin mời hai bạn giữ nguyên hiện trường và nhìn qua cánh cửa trái tim này để xem cảm nhận đầu tiên của mình ngày hôm nay có đúng hay không nhé. Sao em gái, đúng không cưng? Đúng ha. Dạ. Còn bạn trai chọn đúng không? Dạ em chọn sai vậy. Chọn sai nha. Bạn đội nón. Đó, bạn đội nón đúng không em? Dạ. Rồi. Lần đầu tiên có bó hoa Hán Dương này, nhưng tượng trưng cho sự chung thủy và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Cao ráo dễ sợ. Với lại anh có một món quà này tặng em. Quà gì vậy? Mở ra. À, một cây son. Trời ơi, son làm đẹp bó hoa này ha. Rồi, cảm ơn em. Món quà tặng anh. À, món quà này thì nhỏ nhưng cũng có ý nghĩa. Đây là một cái ống heo. Thì cái ý nghĩa của cái ống heo này có nghĩa là cùng chung để mà xây đắp một gia đình. Nếu như mà em với anh tìm hiểu và hợp ý thì mình cùng chung góp chung, có một cái quỹ chung. Còn nếu mà không được nữa, nếu như không mình cảm thấy mình không hợp nhau á, thì anh cũng có gì đó để dành cho tương lai của anh sau này. Trời ơi, đâu mà dễ thương, chu đáo dữ vậy. Cảm ơn em rất nhiều, món quà đó có ý nghĩa. Rồi, về chỗ đi hai em. Nhưng mà chị vẫn hy vọng là cái ống heo đó mình góp chung nha. Dạ. Có cái quỹ chung nha. Dạ. Cao ráo hai bên, đẹp gái, đẹp trai, sáng sủa. Thôi bây giờ Tường sẽ dành cho hai bạn thời gian để mình tâm sự với nhau kỹ hơn. Ít phút ha, mình thưởng thức món ăn ngon tại nhà hàng Ăn Co và vừa trò chuyện với nhau. Ừ.
Đây là món cá hồi Na Uy nướng dùng kèm với măng tây xào, sốt bơ chanh. Đây là món ăn rất đặc biệt của nhà hàng Angkor. Nhưng mà nhớ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút chị Tường sẽ quay lại. Chúc hai bạn ngon miệng. Anh đã từng xuống Cần Thơ được 2 lần rồi. Lúc đó anh xuống bên Bến Ninh Kiều. Nhà em có gần đó không? Nhà em cách Chợ Nổi chưa được 1 cây số. Em có thích đi du lịch hay là coi phim? Sở thích của em là đi du lịch, rất là thích luôn. Anh có thích đi du lịch không? Có, hồi xưa anh cũng hay đi lắm. Nhưng mà dạo này anh công việc á, nên cũng ít đi lại. Thường anh đi đâu anh? Anh thích đi biển hay đi núi? Anh thích biển hơn. Hiện giờ thì anh với vợ cũ của anh còn liên lạc không? Không, chỉ thỉnh thoảng là anh qua thăm mấy đứa. Thông thường thì bao lâu anh thăm mấy bé một lần? Trung bình là 1 tuần 1 hoặc 2 lần. Nhưng mà dạo này thì do người đó bận ấy, nên cũng không muốn anh tới nhiều. Cho nên có thể là 2 tuần. Em hỏi nha, nếu mà đang tìm hiểu á, thì anh sẽ sắp xếp thời gian như thế nào để về Cần Thơ? Nếu mà em rảnh thì em cũng lên Sài Gòn được. Nếu vậy thì thường cuối tuần, ví dụ mình đi khoảng 4 tiếng á, thì chiều thứ 7 thì anh tới chơi, thì chiều Chủ nhật anh về. Anh ở quận mấy anh? Anh quận Tân Bình. Anh ở quận Tân Bình. Tân Bình là hơi xa, miền Bắc miền Tây. Ở nhà ba mẹ em có khó hay dễ? Ba mẹ thì lớn tuổi rồi, cho nên là suy nghĩ thì cũng còn con cái thì cũng gần như là trong vòng tay bảo bọc của ba mẹ vậy đó. Nên thường xuyên cũng hay la. Nhưng mà mỗi lần la thì có khi thì em cũng buồn, mà có khi thì cũng thôi cười cười cho qua vậy. Chị hỏi thiệt nè, giả tỷ bây giờ hai đứa lấy nhau rồi, ảnh cứ ghé bên nhà cô vợ cũ hoài, em có ghen không? Mặc dù ảnh là ghé thăm con đó. Anh có ngại đưa em theo hay không? Tất nhiên là không, lúc đó đã là vợ chồng mà đâu có ngại. Dạ, nếu như không ngại thì cần gì phải ghen chị. Rồi, bây giờ đó là đoạn lấy nhau, bây giờ đoạn đang tìm hiểu quen nhau nè. Đứa thành phố, đứa Cần Thơ nè. Em dạ không ghen. Bình thường, tại vì cuộc sống riêng mỗi người ai cũng tôn trọng nhau thôi. Em nghĩ là mình cái thời gian tìm hiểu đó mình kéo dài bao lâu? Trung bình thì người ta tìm hiểu từ 6 tháng đến 1 năm. Em là có phải người hay ghen không? Ví dụ ở xa, bạn gái mình nhiều khi đó bận quá trời rồi, có lúc nào đó ví dụ em gọi điện cuối tuần hay gì em gọi hoài cũng không bắt máy, thì em sẽ nghĩ như thế nào? Trong tình yêu em rất tôn trọng và tin tưởng người đó. Và em cũng biết là mỗi người cũng một không gian riêng. Cho nên công việc của mỗi người thì có thể lúc bận lúc này thì em sẽ gọi lúc khác. Nghe câu chuyện lúc nãy về mẹ chồng đằng dâu đó, em có ái ngại gì về việc thí dụ như sau này mình lên thành phố ở chung nhà với mẹ nữa thì em có ngại gì không? Dạ, từ trước tới giờ thì em cũng có nhiều bạn bè, cũng từng gặp gia đình của bên bạn trai cũ em rồi. Thì gần như là người lớn chưa một người nào ghét em hay là chưa có một người nào nói gì về em cả. Vì bây giờ hiện tại thì em làm bên bệnh viện á, là bệnh viện Đông Âu Quốc tế thì ớt, nhưng mà tiền thân là bệnh viện đột quỵ tim mạch á, thì là những cái bệnh nhân đa số là lớn tuổi. Thì em gần như em có một cái tâm lý mà cái cách cư xử của em với người lớn tuổi khá là ổn. Hôm nay em đi tham gia chương trình với ai? Dạ, bữa nay em đi với bạn thân của em. Bạn thân của em, hôm nay em đi tham gia chương trình với ai? Dạ, em có 2 người anh trai kết nghĩa với lại một người bạn thân. Mấy anh với lại bạn em thì với lại người yêu của anh em. Người yêu của anh em? Dạ. Mời gia đình hai bên, nhà trai nhà gái vô trong. Em tên gì? Dạ, em tên Lê Thanh Điền chị. Em chơi với này lâu chưa? Dạ, cũng lâu rồi chị. Mấy năm? Chắc cũng gần 18-20 năm rồi. 18-20 năm là thời hồi xưa ở chuồng tắm mưa luôn hả? Dạ không, ở chuồng thôi chứ gì? Không dám tắm mưa. Đáng lẽ tắm mưa thôi không dám ở chuồng, ông này ông nói ngược nè. Rồi, biết rõ tính cách bạn mình không? Bạn ấy có cái tật xấu gì mà nãy giờ chưa giới thiệu không? Bạn bè thì rất là nhiệt tình chị. Rồi. Hiền lành, nhỏ nhẹ. Hôm nay em thấy cô bạn gái này như thế nào? Dạ, rất là hợp. Hợp chỗ nào? Dạ không, hợp với bạn em. Thì biết hợp bạn em rồi, nhưng mà hợp chỗ nào? Dạ, mỗi người có cái cuộc sống độc thân á chị, nên kết hợp lại với nhau thì nó... Trời ơi, đất quốc, mỗi người đã độc thân tao mới lên đây chứ. Kết hợp với nhau là hợp đó hả? Dạ. Cắt quyền phát biểu. Ủa sao vậy cưng? Ủa bữa nay đi kiếm chồng mà làm gì dắt theo 4 vệ sĩ đứng dậy nào dám vô? Dạ, tại vì em ở xa lên á, thì mấy bạn với mấy anh không có yên tâm nên là đi theo. Rồi bây giờ giới thiệu từng người một nè. Em, bạn chơi bao lâu rồi? Bạn 4-5 năm.
Thân không? Thân ai nấy lo. Dạ. Phải không? Hôm nay lý do gì đi theo lên đây? Nghe bạn đi theo ủng hộ tinh thần. Rồi em. Dạ em tên Dương. Dương. Anh trai của Ngọc. Anh ruột. Cũng nuôi gì? Nuôi là nuôi sao? Em gái mưa hả? Anh quen nuôi thôi. Anh quen nuôi là sao? Tại xưa em đi học ở Cần Thơ rồi em gặp Ngọc em quen tới giờ. Có nuôi nó được ngày nào không? Có. Có luôn? Có. Nuôi hồi nào vậy? Nuôi đâu 6 năm mà em mới về quê. Ồ vậy hả? Em. Giờ em tên Sơn. Giờ em biết Ngọc cũng lâu rồi. Thì bây giờ em muốn theo để em thứ nhất là động viên tinh thần, thứ hai là cũng như là có vài lời nhận xét cũng như là chia sẻ cho mấy Ngọc. Rồi chơi mấy năm? Dạ cũng lâu á. Bạn hay là anh nuôi? Dạ là bạn. Nãy giới thiệu hai anh nuôi lắm mà. Bạn nhưng mà em gọi bằng anh tại vì anh lớn hơn. Nhưng mà anh nuôi là anh Dương với lại anh Tú. Rồi anh này là gì? Em là nuôi luôn. Anh nuôi của Ngọc. Nuôi được mấy năm rồi? Dạ em chơi nhau có 7 tỉnh. Trời đất ơi trời, đem theo cái lực lượng chi mà. Coi bây giờ muốn nhận xét gì mỗi người cho một câu nhận xét đi. Hôm nay thấy bạn trai này sao? Em xin đại diện rồi, em đại nói diện họ nhà gái. Dạ thì em thấy là anh cũng là cái vẻ ngoài thì cũng khá là ưa nhìn. Thì về cả hai thì cũng đẹp đôi nếu mà đi chung với nhau. Thì em chỉ muốn hỏi anh một số chuyện là em băn khoăn hai vấn đề. Thứ nhất á, là do hai người là khoảng cách địa lý hơi bị xa. Cái thứ hai á, là cái công việc của Ngọc cũng tương đối là dày đặc. Thì em không biết là anh có thể dành hết thời gian cho Ngọc. Mà có thời gian đâu mà dành nhiều. Người ta có nhiều thời gian mà bên đây bận hết trơn rồi làm sao? Dạ có nghĩa là có thể là mình xoay chuyển, mình sắp xếp sao cho nó hợp lý để có thể nói chuyện với nhau được không? Rồi trả lời đi. Thì như nãy anh nói á, là thời gian gặp mặt á, thì cuối tuần anh mới gặp được. Còn bình thường anh vẫn có thể là nhắn tin hay gọi điện thì ok. Thì cái vấn đề đó nó không phải là cái vấn đề chủ chốt. Nhưng mà nếu mà sau này ở chung với nhau thì anh sẽ về Cần Thơ với Ngọc, với Ngọc giống như anh nói đúng không? Đúng rồi, thì nói về sống chung thì em nói lên đây cũng được hoặc anh xuống dưới cũng đều được. Dạ, yeah. Như cái vấn đề anh chia sẻ trước đây á, là với vợ trước của anh thì là mẹ của anh không chấp nhận. Thì thí dụ như sau này á, cái vấn đề đó nó xảy ra với Ngọc thì anh sẽ như thế nào? Thì tất nhiên là anh phải cân đối chuyện hai vợ chồng chứ. Hồi trước là đúng là do một phần lỗi anh, là giống như 10 chuyện hay 9 chuyện anh đều bên vợ hết. Anh không cần biết đúng sai thế nào hết, thì anh thường 9 chuyện anh bên vợ hết. Vậy sao cuối cùng em lại là người chủ động ly hôn? Thì sau này em mới rút kinh nghiệm là em cũng nghe mẹ nói rồi người kia nói là mình phải cân đối lại chuyện gia đình chứ lúc... phải lúc nào cũng đứng về phía một bía. À, rồi lúc cân đối lại là đi luôn đó phải không? Dạ. Rồi bây giờ lúc mà cân không được nữa rồi sao ly dị nữa hay sao? Dạ không có gì. Thì tất nhiên em nghĩ một phần là do tính tình, bản tính của mỗi người nữa. Thì em nghĩ bạn Ngọc này sẽ hiền hơn, sẽ nói nhiều khi ta dữ hơn nữa đó. Thấy chơi với trai không nguyên vàng thấy dữ rồi đó. Thấy đô không? Lạng quạng là coi chừng là knock out em luôn á. Dạ không, chuyện nó chắc chắn là em sắp xếp được tại em đã có kinh nghiệm rồi. Rồi. Đứng lên qua bắt tay bốn anh cái coi. Chứ thôi người ta nói mình nhát. Giao hữu cái coi. Đội hình mạnh quá. Lấy thịt đè người hay gì á cưng. Dạ. Ha. Cảm ơn các bạn. Trời ơi là trời. Tôi lần đầu tiên tôi thấy trong cái chương trình hẹn hò đi kiếm chồng mà còn dắt theo bốn anh nữa. Làm gì mà giống như trấn áp tinh thần người ta. Rồi nói gì thôi, quan trọng vẫn là hai bạn. Nãy giờ trò chuyện cũng nhiều rồi. Dạ. Giờ 30 giây cuối cùng dành cho hai đứa mình. Hai đứa mình nhìn thẳng nhau ha. Rồi nói cho nhau hiểu cảm xúc của mình hiện tại như thế nào. Mình đang suy nghĩ điều gì hoặc là mình mong muốn điều gì. Cứ sẵn sàng chia sẻ với đối phương. Đây là cơ hội cuối cùng trước khi ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Mời bạn trai. Thì anh cũng hơi hồi hộp chút xíu nhưng mà anh cũng muốn nói thêm là anh mong là em hiểu cho cái hoàn cảnh của anh và cho anh cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Thật ra thì em có nhiều anh là bởi vì tính của em thì đôi khi cũng hơi trẻ con, thích gọi là cũng hơi làm nũng với mọi người á. Thì mọi người cứ lo cho em là mọi người đi theo nhiều. Em không biết là anh có chịu được cái tính trẻ con của em hay không. Thì trong tình cảm thì anh là người rất là chiều chuộng bạn gái và rất là nhẫn nhịn cũng như là nhiều thứ quan tâm khác. Cho nên em cứ yên tâm. Đó là những cái lời chân thành ngay lúc này mình chia sẻ. Còn cái chuyện nè, nhưng mà cũng phải bớt nhậu lại nha. Tôi cảnh báo chưa có con nha. Tướng này là hơi phát tướng rồi nha. Bây giờ ta gọi là đẹp vì đẩy đà. Thêm nữa là thành là mập đó nha. Ok, lời khuyên chân thành dành cho chương trình làm đẹp cho phụ nữ. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm.
Tôi thấy cặp đôi này rất là đơn giản, rất là dễ dàng. Đều là những bạn trẻ có những cái suy nghĩ hơi tiến bộ. Cái chuyện có con riêng, có chuyện có đã lập gia đình, đã gãy đổ không quan trọng. Đi làm công việc thì em phụ nữ ra bên ngoài giao tiếp xã hội không quan trọng. Có 4 năm anh nuôi không quan trọng. Quan trọng là tình yêu mình có đủ lớn hay không, chín chắn hay không. Làm dâu ở rể gì cũng không quan trọng. Quan trọng là tình yêu, nếu có giải quyết được mọi vấn đề, không có thì không thể nào, không có giải quyết được gì cả. Cho nên bây giờ là giây phút các bạn kiểm tra lại, cảm thấy đối tượng phù hợp để tìm hiểu và muốn tiến tới thì mình bấm nút, còn không mình nhẹ nhàng lấy tay ra. Đây là quyết định của các bạn, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, hãy đưa ra quyết định của mình. Mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian rất nhanh lẹ. Rồi, mời em trai qua đây đi. Cặp đôi này đặc biệt, hai người hôn nhau một cái làm kỷ niệm. Thứ nhất, để tôi kiểm tra coi, ở đây hôn mà tôi nhìn mặt 4 anh nuôi phía dưới coi có anh nào bừng bừng gì không nha. 1 2 3 hôn nhau. Chứ tôi cũng nghi 4 anh nuôi đó lắm à. Đây, các Tường xin gửi tặng em gái một món quà để làm đẹp cùng với chương trình nha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Gửi tặng hai bạn chiếc vé xem phim Nhân Nhỏ Em. Chết cha, có hai vé đi hai người thôi nha, 4 anh kia. Bỏ rạp Cinebox 212 lít 9 tháng. Hy vọng rằng là sẽ dành hai bạn dành nhiều thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn nha. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn. Cảm ơn chị. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi một tập ghi hình rất là gây cấn hôm nay. 4 anh chàng kia bước vô mồ hôi tôi toát ra hết quý vị, nhưng mà cuối cùng họ vẫn cười tươi khi cặp đôi này hôn nhau, và chúng ta đều cùng nhau chúc phúc cho cặp đôi này sớm báo tin vui cho chương trình. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Bây giờ thì Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt quý vị nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau vào thời gian rất là quen thuộc, 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Rồi, xin chào.